Chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị đã luôn dành sự quan tâm cho những thông tin thời sự trên sóng truyền hình BRT. Ngày mới sáng nay có gì nổi bật, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Câu chuyện về việc tăng nóng diện tích cây ăn trái và giải pháp để phát triển bền vững loại cây trồng này sẽ được chúng tôi đề cập trong Cỏ Cửa Ngày Mới hôm nay. Cuối tuần quý vị đã có dự định đi đâu chưa? Ở phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị những điểm đến tuyệt vời với vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn nhưng cũng đầy dịu dàng và nên thơ. Còn bây giờ chương trình Ngày Mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Không để thiếu than cho sản xuất. Mạnh tay xử lý container tồn đọng tại các cảng biển. Gần 1.500 kiến trúc sư tham gia liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 8 năm 2019. Đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đến viếng và chia buồn với gia đình đại quý Chu Quang Sáng. Những thông tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ mở đầu vòng quay 24 giờ sáng nay. Thưa quý vị, ổn định kinh tế vĩ mô cần là nền tảng của cải cách. Đây là khuyến nghị của các chuyên gia tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam kiên trì cải cách trong bối cảnh đầy biến động diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô quý 1 năm nay, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nhiều bất định, Việt Nam vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đặc biệt tăng trưởng nhanh ở khu vực công nghiệp. Tăng trưởng cũng có đóng góp nhiều từ cải thiện môi trường kinh doanh. Nhìn nhận vào triển vọng thời gian tới, các chuyên gia cho rằng khả năng đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra là khả quan. Việt Nam cần kiên định với định hướng cải cách và không nên nôn nóng với việc tăng trưởng cao. Trong đó cần ban hành kịp thời các hướng dẫn thi hành luật, tư duy mở với các vấn đề mới, cải thiện môi trường kinh doanh tích cực hơn nữa. Tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Việt Nam mà Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo là 6,8%, lạm phát 3,7%. Sau gần 4 năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than, tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép đã giảm, việc tiêu thụ than bất hợp pháp đã được hạn chế, góp phần cho ngành công nghiệp than phát triển bền vững. Do tình hình sản xuất kinh doanh than trong nước hiện nay và bối cảnh quốc tế đã có nhiều thay đổi, vì vậy, để đảm bảo chặt chẽ và cập nhật phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh than như tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát những văn bản chỉ đạo điều hành về sản xuất tiêu thụ và cung cấp than cho thống nhất, bảo đảm công tác quản lý kinh doanh, khai thác than được hiệu quả. Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ xem xét hai phương án xử lý hàng ngàn container phế liệu đang tồn đọng tại các cảng biển, nhằm giải quyết triệt để tình trạng tồn đọng các container vô chủ, gây ảnh hưởng tới môi trường cũng như là việc kinh doanh của các doanh nghiệp cảng biển. Theo Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, so với thời điểm cuối năm 2018, số container tồn đọng tại khu vực cảng Cái Mép Thị Giải đã giảm hơn 90%. Hiện chỉ còn khoảng 2.300 container phế liệu như giấy, nhựa, sắt thép và đã tồn quá 90 ngày. Để xử lý số container tồn đọng tại khu vực cảng Cái Mép Thị Giải, Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan và chờ hướng xử lý chung từ Chính phủ và Bộ Tài chính. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương nghe báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo báo cáo, từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 tới ngày 31 tháng 3 năm 2019, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho trên 20.600 lượt người, nhận và xử lý hơn 8.000 đơn khiếu nại tố cáo. Trong đó đã thụ lý và giải quyết gần 1.600 đơn, 1.206 vụ khiếu nại, 84 vụ tố cáo. Các ngành các cấp trong tỉnh đã bồi thường bổ sung cho các hộ dân là 21,9 tỷ đồng, giao 7 lô đất tái định cư, 29 lô đất ở mới, bồi thường và hỗ trợ bổ sung 70 m2 công trình vật kiến trúc cho công dân. Đối với 68 đơn thư khiếu nại tố cáo do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản giải quyết 10 vụ, chuyển cơ quan chức năng xử lý, báo cáo 31 vụ, đang xử lý, ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị báo cáo 27 vụ. Tại cuộc họp nghe các sở ngành báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chuẩn bị cho buổi làm việc với đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định,
trong thời gian qua, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngành các cấp trên địa bàn bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân. Tại thành phố Vũng Tàu, gần 1.500 kiến trúc sư đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước đã tham gia liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề Biển xanh vẫy gọi, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Kiến trúc sư Việt Nam 27 tháng 4. Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 tại thành phố Vũng Tàu với nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm kiến trúc, hội thảo kiến trúc và phát triển sáng tạo FACE 2019, lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia và kỷ niệm 25 năm giải thưởng kiến trúc quốc gia 1994-2019, trao giải cuộc thi thiết kế ngôi nhà mơ ước năm 2018, đi thực tế tham quan tại một số danh lam thắng cảnh, khu công nghiệp, cảng biển. Trong khuôn khổ liên hoan, thành phố Vũng Tàu cũng giới thiệu các đồ án quy hoạch chung và các quy hoạch trọng điểm về phát triển không gian đô thị kiến trúc. Nhân dịp này, ban tổ chức liên hoan còn tổ chức hội thảo chuyên ngành tập trung vào hai chuyên đề: kiến trúc hòa nhập bối cảnh và thiết kế kiến trúc trong thời đại 4.0, với sự tham gia của hai khách mời đến từ Thái Lan và Malaysia. Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vừa kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết tại thành phố Bà Rịa là hộ bà Phan Thị Trang ở phường Phước Hưng và hộ ông Nguyễn Tấn Tài ở xã Hòa Long. Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành lấy mẫu nước, khảo sát bề mặt môi trường sản xuất để kiểm tra nhanh độ ô nhiễm vi sinh của hai cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết của bà Phan Thị Trang ở phường Phước Hưng và ông Nguyễn Tấn Tài ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cả hai cơ sở đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, như có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản công bố hợp quy. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất được khám sức khỏe định kỳ, thực hiện kiểm định định kỳ sản phẩm theo quy định, sử dụng nguồn nước sạch trong sản xuất nước đá. Vòng quay 24 giờ tiếp tục chuyển tải những thông tin trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc Ngày hội văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2019. Gần 300 đồng bào các dân tộc thiểu số ưu tú đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hội tụ trong ngày hội. Chủ đề của Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay là bản hòa âm đa sắc. Thông qua chủ đề này, ban tổ chức muốn gửi đi thông điệp bảo tồn, tôn vinh sự phong phú đa dạng trong tổng thể văn hóa các dân tộc, đồng thời nhấn mạnh nét riêng có, điểm độc đáo của văn hóa mỗi dân tộc. Trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, rất nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa dân gian theo các chủ điểm về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được các nghệ nhân đồng bào dân tộc và nghệ sĩ học viện âm nhạc quốc gia thực hiện. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh vừa làm việc với Ban dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết số 48 ngày 4 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2 2016-2020. Sau 3 năm thực hiện đề án, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đổi thay rõ rệt. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Các tuyến đường trọng yếu liên thôn ấp được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại. 98% hộ dân tộc có nhà ở từ bán kiên cố trở lên. 80% hộ dân tộc có hố xí hợp vệ sinh. Hơn 99% hộ dân tộc sử dụng điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai đề án vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như một số hộ đồng bào dân tộc không có đất để hỗ trợ xây dựng nhà ở, việc phát triển kinh tế không bền vững. Liên hoan ca múa nhạc hội truyền thống Trường Sơn các tỉnh phía Nam thu hút sự tham gia của hơn 100 hội viên đến từ câu lạc bộ văn nghệ Trường Sơn các tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Các câu lạc bộ tái hiện hình ảnh hào hùng của những người lính, trong đó có những người tham gia mở đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ qua các tiết mục như Ký ức Đồng Lộc, Chiếc kệ Trường Sơn, Khúc hát ru người mẹ lính, Cúc ơi, Chữ S Việt Nam, Cô gái mở đường, Nổi lửa lên em, Bài ca bên cánh võng. Liên hoan là dịp để các hội viên hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam có điều kiện giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, đồng thời động viên nhau tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
Thư viện tỉnh đang tổ chức triển lãm sách báo, hình ảnh, tư liệu với chủ đề từ Điện Biên đến Dinh Độc Lập tại Thư viện tỉnh. Chương trình triển lãm sách năm nay có chủ đề từ Điện Biên đến Dinh Độc Lập. Triển lãm trưng bày gần 4.000 đầu sách, hình ảnh, tư liệu theo 4 nội dung: các vua hùng có công dựng nước từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh những ấn phẩm có giá trị về văn hóa, lịch sử, cách mạng của Việt Nam, trong lần triển lãm này, Thư viện tỉnh còn tổ chức hoạt động trao đổi sách cũ, lấy sách mới, đố vui về sách cho các học sinh sinh viên, tặng thẻ thư viện VIP tri ân bạn đọc. Triển lãm sẽ phục vụ bạn đọc từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, chiều hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia do ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia làm trưởng đoàn, đã đến viếng và chia buồn với gia đình Đại úy Chu Quang Sáng, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 51 ngày 17 tháng 4 vừa qua. Tại giao quyến Đại úy Chu Quang Sáng, đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trân trọng thắp những nén nhang để tưởng nhớ người chiến sĩ công an đã không quản nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thay mặt đoàn, ông Quốc Việt Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Đại úy Chu Quang Sáng. Đối với trường hợp của Đại úy Chu Quang Sáng, Ban Giám đốc Công an tỉnh cho biết, khi có kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh sẽ làm hồ sơ đề nghị Bộ Công an công nhận và truy phong Đại úy Chu Quang Sáng là liệt sĩ. Chạy bộ để rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Trong quá trình đó thì chúng ta nên dành 5-10 phút hoặc là nhiều hơn để nhặt nhạnh và thu gom rác thải trên đường đi, nhằm góp phần tạo dựng một môi trường xanh sạch đẹp là nội dung chính của dự án Chạy Nhặt đang ngày một phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Câu chuyện ai thế nào gì sau hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về dự án Chạy Nhặt và những người tham gia dự án này tại Bà Rịa Vũng Tàu. 5:30 sáng mỗi ngày, các bạn trẻ này lại tập hợp để cùng chạy bộ, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên không giống như những người chạy bộ khác, mỗi người trong nhóm bạn trẻ này đều mang theo bên mình những chiếc túi để nhặt rác trên đường chạy. Người khởi xướng hoạt động dự án này là anh Nguyễn Tấn Phát, một nhân viên văn phòng đang cư ngụ trên đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Vũng Tàu. Mình bản thân mình thì mình rất là thích chạy bộ, hầu như là mình chạy mỗi buổi sáng. Cho nên là mình nghĩ, ồ tại sao mình không kết hợp vừa chạy bộ vừa nhặt rác? Tại vì thứ nhất là nó sẽ giúp cơ thể mình, vừa chỉ khi mà chạy bộ thì sẽ giúp ích cho cơ thể về sức khỏe nè, cảm như về tinh thần. Nhưng mà sau khi chạy bộ xong, nếu mà mình dành ra chừng 5-10 phút mình nhặt rác, có nghĩa là mình cũng làm một cái hành động gì đó nó nhỏ thôi, nhưng mà nó ý nghĩa với không chỉ với bản thân mình mà với môi trường và với cộng đồng của mình. Jogging kết hợp giữa chạy bộ và nhặt rác được khai sinh từ Thụy Điển năm 2016 và lan sang các nước khác từ năm 2018. Tại Việt Nam, các phong trào dự án chạy vì mình, chạy vì môi trường đã được nhiều tổ chức cá nhân phát động trong năm nay, với mục đích vừa rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần bảo vệ môi trường thông qua hoạt động nhặt rác trên đường chạy. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, dự án Chạy Nhặt của anh Phát cũng hình thành và đã duy trì được hơn một năm qua. Ý tưởng này của anh xuất phát từ tình cảm trách nhiệm của người con xứ biển Vũng Tàu với nơi mình đang sống. Ban đầu, anh Phát vận động những người bạn thân tham gia. Sau đó, anh dùng mạng xã hội Facebook để đăng tải hành động của nhóm. Qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động. Nhờ đó, nhiều người biết đến dự án và đăng ký tham gia. Mẹ em tìm thấy cái nhóm này trên Facebook. Bản thân em thì em rất thích những công việc xã hội như này, thật sự em rất là thích. Mọi người đây làm việc rất là tích cực luôn, và những cái công việc này em mong là sau này sẽ có nhiều hơn nữa. Dự án Chạy Nhặt đang góp phần giúp thành phố cải thiện môi trường biển. Quan trọng hơn là nó đang ngày một lan tỏa đến nhiều người, nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau. Trong đó có những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Khi nghe thông tin về chiến dịch này, tôi cho rằng mình cần tham gia. Và khi được mời, tôi đồng ý cùng tham gia. Tôi nghĩ việc làm này rất quan trọng, chúng ta cần chung tay thực hiện. Tôi thấy vui vì mình có thể góp phần bảo vệ môi trường và giúp mọi người nhận thức được sự nguy hiểm của việc xả thải ra môi trường. Tôi cho rằng hoạt động này cần được tổ chức thường xuyên, kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia. Chúng ta cần có trách nhiệm với môi trường,
để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, cuộc sống trong lành. Việc thu gom túi ni lông rất cần thiết. Vẫn còn rất nhiều túi ni lông thải ra môi trường, và trách nhiệm của chúng ta là hạn chế sử dụng túi ni lông tại nhà. Đó là điều cần thiết. Niềm vui thiết thực nhất là đến từ sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần. Khi mà mình đi mình nhặt rác như vậy là mình đã đóng góp một phần gì đó cho cái thành phố của mình đang ở. Thì mỗi khi như vậy mình cảm thấy rất là vui. Mình sẽ mở được cái vòng kết bạn như các bạn ngoài Facebook chẳng hạn, Zalo, trên số điện thoại. Thì lần sau mình đi mình chỉ cần hỏi họ, họ rảnh họ sẽ đi. Hoạt động của nhóm chạy nhặt của anh Phát đã được website bangkok.unesco.org, website của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO tại Bangkok, Thái Lan đăng tải thông tin. Mình dự định là sẽ lập thành một cái nhóm để mà cùng nhau phát triển cái dự án này nó rộng hơn, phối hợp với những cái quán cà phê hoặc là nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu chẳng hạn, để mà khuyến khích họ giảm cái việc sử dụng ly nhựa. Đây là thành quả của một buổi chạy nhặt. Sau khi phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, các thành viên chạy nhặt không quên lời hẹn sẽ gặp lại vào sáng mai để tiếp tục công việc ý nghĩa của mình. Mời quý vị tiếp tục cập nhật những chuyển động của thế giới trong bản tin Thế giới 360 độ. Châu Âu thúc đẩy đổi mới công nghệ quốc phòng. Mỹ thắng kiện Trung Quốc tại WTO. Ấn Độ đình chỉ thương mại với Pakistan. Dịch vụ làm đẹp tại Hàn Quốc hút khách ngoại quốc. Triều Tiên phát hành tem về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un. Nghị viện châu Âu vừa thông qua thỏa thuận một phần về quy quốc phòng châu Âu giai đoạn 2021-2027. Thỏa thuận này được cho là sẽ thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ và đặt mục tiêu đưa Liên minh châu Âu EU và nhóm 4 nhà đầu tư công nghệ và nghiên cứu quốc phòng hàng đầu thế giới. Thỏa thuận về Quỹ Quốc phòng châu Âu được thông qua với 328 phiếu thuận, 231 phiếu chống và 19 phiếu trắng. Theo đó, châu Âu sẽ dành ngân sách lên tới 13 tỷ euro theo tỷ giá hiện hành cho việc đổi mới và nâng cao năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, số tiền này vẫn còn phải được thảo luận trong các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn của EU. Điểm nổi bật trong Quỹ Quốc phòng châu Âu giai đoạn 2021-2027 là việc hỗ trợ quy trình phát triển các sản phẩm quốc phòng từ giai đoạn nghiên cứu tới phát triển nguyên mẫu và kiểm nghiệm, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và chỉ tiến hành những dự án hợp tác của ít nhất 3 đối tác đến từ quốc gia thành viên hoặc các quốc gia liên kết. Những thông tin liên quan lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe sẽ liên tục bản tin. Thưa quý vị, Mỹ vừa giành chiến thắng trong vụ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO liên quan tới việc Bắc Kinh áp hạn ngạch thuế quan đối với gạo, lúa mì và bắp sau khi WTO ngày 18 tháng 4 ra phán quyết chống lại hành động này của Trung Quốc. Như vậy, đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của Mỹ trong các vụ kiện thương mại đối với Trung Quốc trong thời gian gần đây, giữa lúc các nhà đàm phán hai nước vừa kết thúc vòng đàm phán mới tại Washington mà không đạt được thỏa thuận cụ thể. Hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ đã giành ưu thế trong phán quyết của WTO đối với vụ kiện Trung Quốc trợ giá ngũ cốc. Khi đó, Trung Quốc đã phản đối phán quyết của WTO và lưu ý rằng việc chính phủ hỗ trợ nông nghiệp là điều hết sức bình thường và tuân thủ các quy định của WTO. Cuối năm 2016, Mỹ đã kiện Trung Quốc lên WTO vì áp hạn ngạch thuế quan đối với ngũ cốc với lý do việc này đã hạn chế sự tiếp cận thị trường đối với ngũ cốc xuất khẩu của Mỹ. Ấn Độ vừa ra lệnh đình chỉ các hoạt động thương mại qua ranh giới kiểm soát Lusi, phân chia khu vực Kashmir với Pakistan. Biện pháp này có hiệu lực ngay tức thời, với lý do các tuyến thương mại ở đây đang bị sử dụng sai mục đích. Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, thương mại qua ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir và Pakistan LOC vốn để thúc đẩy trao đổi hàng hóa phục vụ người dân địa phương ở hai phía. Tuy nhiên, có báo cáo cho rằng, các tuyến thương mại qua LOC đang bị các thành phần có căn cứ ở Pakistan sử dụng sai mục đích nhằm tuồn lậu vũ khí, ma túy và tiền giả. Các hoạt động thương mại qua LOC đã được chính phủ Ấn Độ và Pakistan xúc tiến từ tháng 10 năm 2008. Tuy nhiên, quá trình điều tra lại cho thấy một lượng lớn các hãng buôn ở đây được điều hành bởi các đối tượng có quan hệ mật thiết với các tổ chức vốn đang kích động chủ nghĩa khủng bố và ly khai. Hiện Ấn Độ đang xây dựng một cơ chế quản lý nghiêm ngặt hơn và sẽ sớm đưa vào áp dụng nhằm hạn chế tình trạng này.
Công ty điện lực Tokyo TEPCO Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch cho phép người nước ngoài làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Tuy nhiên, để ngăn chặn việc phơi nhiễm phóng xạ, các lao động nước ngoài làm việc tại đây buộc phải nắm vững tiếng Nhật đủ để có thể hiểu chính xác các nguy cơ cũng như thực hiện đúng theo quy trình và yêu cầu về an toàn lao động. Công ty điện lực Tokyo TEPCO Nhật Bản cho biết, các lao động nước ngoài sẽ làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 theo chương trình thị thực mới vừa được áp dụng hồi đầu tháng nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động tại nước này. Các lao động nước ngoài có thể tham gia các công việc như dọn dẹp và cung cấp thực phẩm tại nhà máy này. Theo báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc vừa công bố, thì dịch vụ y tế cùng phẫu thuật thẩm mỹ chất lượng cao và chuyên nghiệp của nước này đang ngày càng trở nên hấp dẫn. Các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sắc đẹp ở Hàn Quốc thu hút nhiều khách ngoại quốc đến chăm sóc. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, trong năm 2018, đã có 378.967 lượt bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc để chữa trị, nâng tổng số bệnh nhân người nước ngoài trong vòng 10 năm qua vượt ngưỡng 2 triệu lượt người. Các bệnh nhân người nước ngoài tới Hàn Quốc điều trị trong năm qua chủ yếu là từ các nước châu Á, trong đó Trung Quốc chiếm nhiều nhất, sau đó tới người Mỹ và người Nhật Bản. Các bệnh nhân lựa chọn phòng khám chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp chiếm 37,5%, cao hơn số bệnh nhân tới các bệnh viện đa khoa. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa phát hành tem kỷ niệm chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mẫu tem mới thể hiện quốc kỳ hai nước cùng những thông tin về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của lãnh đạo Triều Tiên. Thông tin này sẽ mở đầu những thông tin văn hóa quốc tế sáng nay. Mẫu tem in hình quốc kỳ Việt Nam và Triều Tiên, bên dưới là hình Khuê Văn Các cùng quốc hoa của hai nước là hoa sen và hoa mộc lan. Trên tem còn có các thông tin bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Anh bao gồm chuyến thăm hữu nghị chính thức của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 1 và ngày 2 tháng 3 năm 2019 và quan hệ hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của ông Kim Jong-un hồi đầu tháng 3 vừa qua là chuyến thăm chính thức Việt Nam của một nhà lãnh đạo Triều Tiên trong 55 năm qua, kể từ sau chuyến thăm của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào năm 1964. Thiếu niên Charlie O'Brien ở New Zealand vừa phá kỷ lục Guinness Thế giới với thời gian đu xích đu trong hơn 33 giờ tại một công viên địa phương. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 4, O'Brien đã đu qua đu lại suốt đêm tại công viên, nghỉ ngơi 5 phút mỗi giờ để ăn, uống và đi vệ sinh. O'Brien sẽ phải chờ để có được hồ sơ chính thức được xác nhận bởi tổ chức sách kỷ lục Guinness. Lễ phục sinh luôn là cơ hội để các nhà sản xuất sô-cô-la thể hiện tài năng sáng tạo ra những hình mẫu trứng phục sinh mới. Nghệ sĩ sô-cô-la Bỉ Wistamer đã lấy cảm hứng từ cụm từ đi theo dấu chân thỏ. Từ cuốn sách nổi tiếng Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên trở thành hình ảnh chủ đạo cho bộ sưu tập sô-cô-la cho mùa lễ phục sinh năm nay. Sô-cô-la là một điểm thu hút khách du lịch đối với nhiều du khách quốc tế đến thủ đô Bruxelles của Bỉ và cũng là một nguồn thu đáng kể cho đất nước này. Đằng sau những cánh cửa không đánh số trên một con phố nhỏ ở New York, Mỹ, có một bảo tàng nhỏ bên trong một thang máy vận chuyển hàng hóa rộng 36 mét vuông bị bỏ hoang. E-Museum ra đời vào năm 2012 và trưng bày các vật thể từ khắp nơi trên thế giới, cho phép mọi người suy nghĩ về những ý tưởng lớn thông qua các vật thể nhỏ. Alex Kahneman, giám đốc và giám tuyển của E-Museum, chia sẻ ý tưởng tạo ra một nơi nhỏ bé cho mọi người cùng chiêm nghiệm về những vật dụng rất nhỏ gắn liền với đời sống hàng ngày của chúng ta. Bảo tàng này thu hút sự tò mò của người tham quan. Tiếp tục chương trình ngày mới, mời quý vị cùng cập nhật với chúng tôi để biết hôm nay những vấn đề quan trọng nào được các báo đăng tải. Thưa quý vị, càng gần đến kỳ thi đại học, thì đề tài về thi cử luôn được dư luận quan tâm và nóng trên mạng xã hội. Ai cũng biết thi đại học từ trước đến nay được đánh giá là kỳ thi nghiêm túc và khắt khe nhất trong đời đi học của một học sinh. Điểm chỉ chênh nhau là 0,25 thì cả hai thí sinh sẽ có người rớt người đậu và hai người đó sẽ có hai cuộc đời rất khác nhau. Thế nhưng qua vụ gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 bị phát giác điểm chênh nhau đến kinh khủng và cao nhất là 25 điểm. Điển hình là 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm bị trường đại học trả về là con đồng chí nào. Người ta thấy có điểm chung, đó là hầu hết đều là con cán bộ có quyền lực ở tỉnh. Mọi người biết thi cử là cách chọn người có khả năng học vấn để đào tạo ra những người có tri thức cao cho xã hội. Một số người trong đó sẽ trở thành công chức để tham gia hệ thống công quyền.
Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ tiếp tục có bài bình luận gian lận thi cử, gian lận chỗ ngồi. Theo tác giả bài viết, muốn đất nước phát triển, muốn nền hành chính công liêm chính, công bằng thì phải chọn được những người có tài có đức. Thế mà bằng gian lận thi cử, những quý tử con của các cán bộ ở Sơn La có thể ngồi nhầm chỗ trong bộ máy nhà nước ở tương lai. Gian lận thi cử trong thời phong kiến sẽ bị phạt tù, phạt trượng. Còn hiện nay, việc có xử lý các cán bộ ở Sơn La trong đường dây gian lận thi cử này như thế nào còn chờ kết luận của cơ quan điều tra. Trong thời gian chờ đợi cơ quan pháp luật điều tra, dư luận chờ hành động nêu gương của các cán bộ này. Nếu họ đã dùng chức quyền hay tiền bạc để chạy điểm cho con mình, thì nên từ chức trước khi bị cơ quan pháp luật và tổ chức xử lý. Tác giả bài viết thẳng thắn nêu ra quan điểm như thế này. Trung thực là điều quan trọng nhất trong cuộc cải cách giáo dục. Mà hiện nay thì vốn thiếu vắng và lại bị xô ngã của vụ gian lận thi cử bị phát giác. Muốn cải cách giáo dục hay bắt đầu từ trung thực, bắt đầu từ trung thực xử lý một cách triệt để. Trung thực hôm nay sẽ góp phần loại được việc nhằm chỗ, nhằm ghế trong tương lai. Ngoài thông tin trong lĩnh vực giáo dục vừa đề cập thì hôm nay các thông tin trong lĩnh vực kinh tế và y tế được nhiều tờ báo đăng tải. Báo Thanh Niên có bài phản ánh, choáng váng vì giá xăng. Không chỉ người tiêu dùng mà rất nhiều doanh nghiệp cũng choáng váng trước việc giá xăng tăng liên tiếp 2 lần chỉ trong vòng nửa tháng, dưới mức tăng rất mạnh. Kéo theo chỉ số giá cả từ vận tải đến các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, giá điện, nhiên liệu tăng cùng lúc sẽ đẩy giá thành các sản phẩm tăng lên, giảm năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Để chiêu dụ chiếm đoạt tiền của người dân nhẹ dạ cả tin, một số nhóm đối tượng đã vẽ ra các dự án ma trên những thửa đất quy hoạch đất lúa, đất chưa chuyển mục đích sử dụng, đất có pháp lý không rõ ràng. Bọn lừa đảo làm giả giấy tờ đất, phương án thẩm duyệt dự án, biên nhận hồ sơ của cơ quan cấp phép, khiến nhiều người đã dính phải bẫy khi góp vốn mua nền và cuối cùng phải lâm cảnh nợ nần trắng tay. Phản ánh này được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo thông tin phản ánh, các giải pháp ngăn chặn từ xa của chính quyền, ngành chức năng chưa thực sự hiệu quả. Phần lớn chỉ can thiệp khi sự vụ đã xảy ra. Ở lĩnh vực y tế, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài cảnh báo về tình trạng ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng. Theo Cục An toàn Thực phẩm, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho côn trùng như ruồi, nhặn, chuột và vi khuẩn gây bệnh phát triển. Theo đó, nhiệt độ lên cao rất dễ làm cho thức ăn bị ôi thiêu, nhiễm nấm và vi khuẩn. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Vì thế, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân khi chế biến thực phẩm cần bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt nên thực hiện ăn chín uống sôi. Thưa quý vị, cây ăn trái nhanh cho thu hoạch. Những năm gần đây, giá trái cây là tăng cao, đem lại lợi nhuận cho nông dân, nên nhiều nông hộ đã đầu tư mở rộng diện tích trồng cây ăn trái. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có hơn 9.000 hecta cây ăn trái các loại, tăng gần 1.000 hecta so với năm 2018. Việc mở rộng diện tích ồ ạt luôn tiềm ẩn nguy cơ cung vượt cầu. Một số loại cây không phù hợp với thổ nhưỡng sẽ cho năng suất kém, chi phí đầu tư cao, và việc trồng ồ ạt và thiếu kiểm soát chất lượng giống cũng rất dễ phát sinh dịch bệnh. Trên thực tế thì đã có nhiều loại trái cây tại Bà Rịa Vũng Tàu rớt giá thê thảm, thậm chí là phải nhiều lần phát động chiến dịch giải cứu. Câu chuyện về việc tăng nóng diện tích cây ăn trái và giải pháp để phát triển bền vững loại cây trồng này sẽ được chúng tôi đề cập trong Gõ Cửa Ngày Mới hôm nay. Một trong những loại cây ăn quả tăng nóng trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là mít thái siêu sớm. Nếu như năm 2018 toàn tỉnh chỉ có gần 300 hectare mít thái siêu sớm, thì đến thời điểm hiện tại đã tăng gấp đôi, 530 hectare. Trong đó, huyện Châu Đức là địa phương có diện tích trồng mít lớn nhất. Nguyên nhân là do những năm gần đây, mít thái được thương lái thu mua với giá cao. Có thời điểm giá mít lên đến 54.000 đồng một ký. Bình quân một hectare mít nông dân có thể thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không đòi hỏi kỹ thuật cao, nên nhiều hộ nông dân đua nhau trồng. Về hưu rồi, nên là coi như là trồng những cái loại cây gì mà nó nhẹ nhàng cho sức khỏe. Có nghĩa là mình trồng, mình chăm sóc, bỏ công chăm sóc, rồi người ta vô, người ta thu hoạch, người ta cân ký, mình lấy tiền. Lúc này thì coi như là không có bán đó, đắt dữ lắm.
mà con cái là theo mình trồng thì mình cũng không có ngại gì. Sau này dù nó có giá không có thì mình cũng nuôi bò, nuôi dê rồi nó cũng được. Có cái là mà nó lợi nhiều thứ. Bưởi da xanh là một trong những loại trái cây đặc sản đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ở thị xã Phú Mỹ, nhất là xã Sông Xoài. Nhờ điều kiện thổ dưỡng khí hậu tại đây phù hợp nên bưởi cho năng suất trung bình 20 đến 25 tấn một hecta. Giá bưởi Sông Xoài cũng luôn ở mức cao từ 40.000 đến 70.000 đồng một ký. Nên sau khi trừ chi phí, mỗi năm nông dân trồng bưởi có thể thu được khoảng 500 đến 600 triệu đồng một hecta. Chính vì vậy, năm 2016 toàn xã chỉ có khoảng hơn 100 hecta trồng bưởi, thì đến nay diện tích đã tăng lên khoảng 207 hecta. Nói về cây bưởi thì trước đây thì khu này thì là tiêu với điều nhiều hơn, mà mấy năm nay thay đổi cái cây trồng, cây bưởi nó cũng kinh tế khá cao. Với cái giá hiện tại bây giờ thì cây bưởi cũng là đứng cũng nhất như vậy so với nông nghiệp. Cũng đang lo lắng cái đầu ra, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái đầu ra nó tiêu thụ trong nước cũng khá là ổn định. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 3 năm gần đây, một số cây công nghiệp lâu năm như hồ tiêu, cà phê, cao su bị dịch bệnh, giá cả lại xuống dốc nên càng thúc đẩy bà con nông dân mở rộng diện tích trồng cây ăn trái. Đến nay, diện tích trồng các loại cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 9.000 hecta, tăng gần 1.000 hecta so với đầu năm 2018. Lâu nay, thói quen của nông dân là thấy ai trồng cây nào trúng thì đổ xô trồng theo. Thế nhưng thực tế cho thấy, khi nông dân ồ ạt mở rộng diện tích, đặc biệt là ở những vùng thổ nhưỡng không thuận lợi, sẽ dẫn đến dịch bệnh phát sinh và giá cả tụt dốc khi cung vượt cầu. Điển hình là cây quýt đường ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, từng một thời được mệnh danh là cây tỷ phú. Nhưng sau khi nông dân ồ ạt trồng thì dịch bệnh hoành hành, giá cả xuống thấp, buộc nhiều nông dân phải chặt bỏ. Nông dân trồng chuối, cấy mô ở huyện Xuyên Mộc cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi ồ ạt trồng, trong khi đầu ra không ổn định, khiến nhiều lần người dân trên địa bàn tỉnh phải mở cuộc giải cứu. Mặc dù hiện nay nhiều nông dân đã áp dụng kỹ thuật vào canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm để cạnh tranh với trái cây nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường chính của trái cây Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, nên giá trị chưa cao và đầu ra không ổn định. Chính vì vậy, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, thay vì tăng diện tích trồng ồ ạt, bà con cần nâng cao chất lượng vườn cây, đăng ký sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp để xuất khẩu theo đường chính ngạch và mở rộng sang các thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc. Bên cạnh đó, để giảm áp lực của tình trạng được mùa rớt giá, nông dân nên rải vụ thu hoạch bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp. Theo đề án quy hoạch phát triển cây ăn trái đặc sản của tỉnh đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 9.000 hecta cây ăn trái các loại. Trong đó, 4 loại cây được xác định là sản phẩm chủ lực của tỉnh, gồm nhãn, mãng cầu ta, bưởi da xanh và thanh long. Trong đó, thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa Vũng Tàu và mãng cầu ta Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được chú trọng quảng bá, nhằm nâng cao giá trị trên thị trường. Vì vậy, nông dân cần nắm rõ định hướng của ngành nông nghiệp để phát triển, tránh tình trạng được mùa mất giá hay đụng hàng đội chợ. Thưa quý vị, đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu là biển. Bà Rịa Vũng Tàu có 8 huyện và thành phố, thì có đến 5 địa phương giáp biển. Dân biển Bà Rịa Vũng Tàu thu hút bước chân của những du khách tìm đến đây, khám phá tận hưởng vẻ đẹp mênh mông và choáng ngợp của nó. So với các địa phương ven biển khác thì những năm trở lại đây, biển Xuyên Mộc dần trở thành điểm đến được ưu tiên của những du khách yêu thích sự khám phá và trải nghiệm, nhờ vào vẻ đẹp vô cùng hoang sơ, bí ẩn, thế nhưng cũng đầy dịu dàng và nên thơ. Vẻ đẹp dịu dàng và nên thơ mà Nhật Vinh vừa nhắc đến, có phải đó là những bãi cát thoải dài là trắng mịn nha và nước biển rất là trong xanh đúng không? Đúng rồi, và một điều nữa là đây là vẻ đẹp mà tôi cũng rất thích khi đến với Xuyên Mộc. Vậy thì vẻ đẹp đó là gì? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. Trong số các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giáp biển, thì huyện Xuyên Mộc là địa phương đường tiếp biển dài nhất, hơn 32 km. Khác với biển ở các địa phương khác trong tỉnh, bãi biển Xuyên Mộc thoải rộng, ít sóng gió, ao xoáy. Và điều rất dễ nhận thấy là nước biển ở Xuyên Mộc rất trong xanh, còn trên cát thì trắng mịn. Đến đây vào một buổi sáng tinh mơ, có lẽ sẽ không ai nỡ đem theo những ồn ào phố thị hay những buồn phiền lòng mình, bởi biển cần được bình yên như vốn dĩ. Để sống hòa nhịp với rặng phi lao, rì rào kể những câu chuyện của riêng mình. Biển Xuyên Mộc có thể được chia thành 3 khu vực,
biển Hồ Tràm, biển Hồ Cốc và biển Bình Châu. Vẫn là triền cát thoải dài trắng mịn, nhưng khu vực biển Hồ Tràm nổi bật với những sặn dừa nghiêng mình đón gió. Đặc trưng khác của khu vực này, biển đi sâu vào đất liền thông qua những rạch nhỏ, tạo thành những hồ nước liên tiếp nhau và được phân cách bởi dải thực vật ngập mặn hoặc triền cát. Đây có thể được xem là cách lý giải vì sao các bãi biển ở Xuyên Mộc thường được bắt đầu bằng chữ hồ, Hồ Tràm, Hồ Cốc. Những hồ nước nhỏ như thế nằm ven theo những rặng dừa xanh mát, cũng là nơi neo đậu thuyền của người dân. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Xuyên Mộc vỗ về xoa dịu những mệt nhoài của du khách mỗi khi dừng chân ở đây. Cũng từng đến Xuyên Mộc được vài lần, thì em thấy ở đây thì được cái vẻ đẹp nó hoang sơ, nó tự nhiên. Thì biển nó trong xanh hơn, cát thì sạch sẽ hơn, kiểu như nhìn nó hoang dã hơn. Thì ở đây nó thoải mái hơn, nó trong lành, nó thoải mái hơn, thích ở nơi này như vậy. Sau khi một khóa học mà kiểu mà để tìm một nơi mà để thể thư giãn và tận hưởng không khí trong lành đó, thì em chọn Xuyên Mộc. Cái điểm mà yêu thích nhất của mỗi con người luôn á, nói chung là thiên nhiên mà. Thì giả sử như mà Xuyên Mộc á, thì là cái nơi mà kiểu ráp danh giữa rừng với lại biển. Thì khi mà em đứng giữa thì em hơi nhìn bên phải thì là thấy biển, còn nhìn bên trái thấy rừng. Kiểu một hai khung cảnh ngồi quá hùng vĩ với thiên nhiên mà. Quá đẹp, quá thật là tuyệt vời ở chỗ Xuyên Mộc. Kết nối Hồ Tràm với Hồ Cốc hay còn gọi là Hồ Cốc là cung đường ven biển tuyệt mỹ, mang đến cho mỗi người những trải nghiệm cùng nhiều cung bậc cảm xúc giữa biển, trời, núi rừng bao la, của nắng và gió, của những hàng cây, hoa lá đủ sắc màu quanh năm. Nếu như biển Hồ Tràm thu hút du khách bởi vẻ đẹp bình lặng, thì biển Hồ Cốc gây ấn tượng với du khách bởi những dải đá trải dài nằm nhấp nhô trên bờ biển. Theo truyền thuyết, sở dĩ nơi này có tên là biển Hồ Cốc là vì vào thời xa xưa, có một thời điểm nơi này rơi vào khô hạn kéo dài, khiến con người đến muôn thú dần khô héo. Trước tình cảnh này, họ hàng nhà Cốc đã họp bàn chuyện kiện ông trời để mưa xuống cứu muôn loài. Để lên được nhà trời phải bơi qua biển cả mênh mông, nên họ nhà Cốc miệt mài ngày đêm ra biển lặn ngụp. Nhưng do biển cả mênh mông, nhà Cốc bơi hoài không tới. Cốc chú buồn sầu ngồi nhìn biển cả ngày đêm. Ngọc Hoàng Thượng Đế cảm kích ý chí của họ nhà Cốc, bèn sai sứ thần làm mưa xuống cho trần gian. Khi mưa xuống, muôn vật reo mừng kéo đến hai ngọn đồi trước biển để ca hát nhảy nhót. Nhưng cũng lúc ấy, Cốc Chúa đã hóa thành đá. Hòn đá ấy bây giờ vẫn còn và được người dân đặt tên là Hòn Cốc. Còn hai ngọn đồi trong truyền thuyết được đặt tên là núi Tầm Bồ và núi Hồ Linh. Biển Hồ Cốc ngày nay thu hút nhiều bước chân tìm về và níu giữ những bàn chân lưu lại lâu hơn vì truyền thuyết kỳ bí lẫn vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ tựa thiên đường. Năm 2014, cảm năng du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã xếp hạng Hồ Cốc là một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Hồ Cốc cũng được website du lịch nổi tiếng Brown Guide của Anh xếp vào nhóm 20 bãi biển ở Việt Nam có phong cảnh đẹp nhất thế giới. Nhận của em thì con đường rất là đẹp. Cái thứ hai là khí hậu, không khí rất là mát mẻ. Cái thứ ba em thích cái nữa là ở đây rất là vắng vẻ. Cho nên là mình đi mình rất là cảm giác là mình rất là thoải mái, mình giống như hòa nhập với lại thiên nhiên vậy đó. Biển Xuyên Mộc đẹp và ở mỗi một khoảng thời gian khác nhau, Xuyên Mộc lại lấp lánh một vẻ đẹp rất riêng của nó. Ngay cả khi biển đã vắng ngắt dáng người, vẫn là thời điểm tuyệt vời để du khách trải nghiệm sự tĩnh lặng rất riêng của biển. Thưa quý vị, thời gian gần đây giá nhiều mặt hàng nông sản diễn biến bất thường. Để giúp cho quý vị nắm rõ thông tin, phóng viên thời sự đã cập nhật một số thông tin về giá một số mặt hàng chăn nuôi nông sản. Trước tiên là giá một số sản phẩm chăn nuôi. Những ngày gần đây, giá heo hơi tại nhiều địa phương miền Bắc đồng loạt giảm mạnh, có nơi giảm tới 3.000 đồng một ký như Thái Nguyên, Hải Dương, Thái Bình và Ninh Bình. Nhiều địa phương khác cùng giảm khoảng 1.000 đồng một ký như Hà Nội, Yên Bái, Nam Định, Bắc Giang. Chỉ còn dao động từ 37.000 đến 43.000 đồng một ký. Tại các tỉnh thành phía Nam, do nhu cầu thị trường tăng nên giá heo hơi lại có xu hướng tăng nhẹ, hiện đang ở mức 47 đến 48.000 đồng một ký.
Dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi tại miền Nam sẽ ổn định ở mức cao vì nguồn cung bắt đầu khan hiếm. Theo các đại lý kinh doanh cà phê trong tỉnh, giá cà phê các đại lý mua vào từ nông dân dao động 30.000 đến 32.000 đồng một ký, tăng nhẹ so với đầu tuần. Giá cà phê trong nước tăng là do nguồn cung không đủ cầu. Theo một số chuyên gia kinh tế, giá cà phê trong nước cũng như xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn khó mà tốt hơn. Giá cà phê mặc dù tăng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến nông dân, bởi hầu hết các hộ đã bán cà phê ngay khi thu hoạch. Số nông dân tạm trữ cà phê trong thời gian này không đáng kể. Không lên xuống thất thường như giá cà phê, gần một tháng qua giá hồ tiêu ở thị trường trong nước ổn định nhưng giá rất thấp, chỉ từ 43 đến 45.000 đồng một ký. Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, 45.000 đồng một ký. Theo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên nhân giá tiêu giảm mạnh là do nhu cầu từ các nước nhập khẩu tiêu vẫn ở mức thấp. Trong khi nhiều nước sản xuất tiêu lớn trên thế giới như Indonesia, Malaysia, Brazil, Sri Lanka đang thu hoạch vụ mới. Tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, mùa tiêu năm nay được mùa cũng tác động mạnh đến giá tiêu. Các doanh nghiệp dự báo giá tiêu sẽ khó phục hồi trong những tháng cuối năm 2019. Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang thu hoạch lúa đông xuân 2018-2019. Từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, giá lúa không ngừng giảm. Hiện các thương lái chỉ mua lúa với giá từ 4.400 đến 4.800 đồng một ký. Riêng lúa thơm khoảng 5.500 đồng một ký, giảm hơn 1.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tính toán của bà con nông dân, với giá lúa hiện nay, với năng suất lúa bình quân đạt 7 đến 8 tấn một hecta, sau khi trừ chi phí, nông dân chỉ lãi khoảng 15 triệu đồng một hecta, giảm từ 10 đến 15 triệu đồng một hecta so với trước đây. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 4. Hôm nay, nắng nóng trên địa bàn tỉnh đạt mức đỉnh điểm. Nắng xuất hiện sớm và khá gay gắt. Do hiện tượng tích tụ nhiệt nên tại các khu vực đô thị, không khí càng oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 35 độ. Một số nơi mức nhiệt lên đến 36 đến 37 độ. Các cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng. Thời điểm chiều tối và đêm, một số nơi trong tỉnh có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm có mưa, nhiệt độ thấp nhất 29 độ, nhiệt độ cao nhất 33,3 độ, độ ẩm tương đối 65 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Trong 24 giờ tới, bà con ngư dân cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tại Vũng Tàu ngày 20 tháng 4 năm 2019, mực nước cao nhất 410 cm xuất hiện lúc 14 giờ, thấp nhất 120 cm xuất hiện lúc 8 giờ. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Một lần nữa, Ngọc Diệu và Nhật Vinh kính chúc cho quý vị sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.